xin phép anh em được giới thiệu cho anh em siêu phẩm, đó là ATV 300cc. ATV 300cc có cái gì? Thì về trái tim của chúng là được sử dụng cái động cơ 300cc với trang bị két nước làm mát này, động cơ 300cc, động cơ Johnson. Đây là một trong những cái sản phẩm động cơ mà ở top nhất nhì của Trung Quốc nhé, một trong những cái sản phẩm đứng top luôn nhé anh em nhé. Đấy, đây là động cơ 300cc sử dụng két nước làm mát. Và chiếc xe này thì chúng ta được đang thấy là có cái nước làm mát ở phần này cũng khá là bự, có tời, cái trắng trắng này là tời. Và sử dụng cái lốp 8 inch, lốp xe 8 inch. Lốp trước sau 8 inch chỉ khác nhau về cái to nhỏ thôi. Lốp đằng trước thì sẽ mỏng hơn, còn lốp đằng sau thì sẽ béo hơn. Tổng toàn bộ xe này dài 3 mét. Chiếc ATV này tổng dài 3 mét. Cái thùng dài 1 mét dưới và rộng 1 mét 2. Dài 1 mét dưới, rộng 1 mét 2. Xe này sử dụng hai cầu toàn thời gian. Chúng ta có thể là nâng đổ ben được nhé các bạn nhé. Và có tời này, tời đây. Đây là phần tời này, in out tời. Còn nâng đổ ben ở bên này. Và mình có thể giới thiệu luôn cho các bác xem. Đây là hệ thống đổ ben, nâng ben. Đây là hệ thống nâng ben. Vì cái máy này không có góc rộng nên là nó sẽ hơi mọi người nhìn sẽ hơi khó nhìn một chút. Đây là mắc nâng ben cao nhất. Và chiếc thùng này, xe này chúng ta có thể mở thùng ra được ba phía nhé anh em nhé, mở ra được ba phía. Ví dụ mở hậu này, mở bên sườn này. Đấy, chỉ cái này không là cứng, nhưng mà trên phần này chúng ta có một cái hai ok để mình hạ xuống để anh em có thể thấy này. Đây, đang hạ xuống này. Ở trên này thì nhà máy sản xuất đưa tích hợp thêm một cái ghế ở đây do một tay cho chúng ta mở cái mắt cài, cái khúc cài ở đây, hai cái ở đây thì lật ra thành một cái ghế ở đây nhé anh em nhé, thành một cái ghế ngồi ở đây, ngồi ở trên thùng này. Ai ngồi ở trên thùng này luôn. Do là một tay sử dụng nên là hơi khó, cho nên là sẽ là hơi bất tiện nha anh em nhé. Nếu mà không được thì anh em hết sức là thông cảm, vì một tay cố gắng thì cũng được, không sợ máu ở tổ đội. Đây, mình vừa hạ xuống, đây sẽ thành một cái hình cao ghế.